Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai tới sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ tư 29 tháng 6 năm 2022. Xin chào anh Long. Xin chào anh Đỗ Dũng. Hồi nãy khi mà màn ảnh vừa mới mở lên, tôi chưa kịp nói anh Dũng nói, lúc đó muốn chạy qua chụp cái microphone của anh Dũng. Mà xa quá chụp không được. Nhưng mà nếu ngồi trong xe thì sẽ chụp được. Dạ. Trong xe chụp được nhưng mà anh không lấy được microphone của tôi bởi vì tôi sẽ chụp cái cổ tay của anh. Xong đó anh sẽ chụp bị cổ bóp cổ. Thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy là bởi vì ngày hôm qua chắc quý vị cũng coi cái buổi điều trần. Một số vị có thể coi, một số vị không coi cái buổi điều trần đặc biệt liên quan đến vụ mà bạo loạn, âm mưu lật đổ chính quyền, xúi dục giết người của ngày 6 tháng Giêng năm 2021 qua cái sự gọi là xúi dục và chỉ đạo của ông Tổng thống 4 năm của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chuyện đó như thế nào là bởi vì ngày hôm qua đó người ta thấy rằng có những cái câu chuyện mà nó lạ lùng, chưa bao giờ nghe. Thực ra người ta cũng phải nói là chưa bao giờ nghe. Đó là cái câu chuyện mà cô Cassidy Hutchinson, một gọi là cựu phụ tá đặc biệt cho Tổng thống 4 năm, cũng như là phụ tá cho ông Mark Meadows, tránh văn phòng của ông 4 năm trong thời gian làm Tổng thống. Cô đã tiết lộ cho thấy những cái hình ảnh, những cái gọi là hành động không thể tưởng tượng được của một người đứng đầu một quốc gia mà được coi là hàng đầu của thế giới. Sẽ có nhiều người nói rằng là đây là chỉ nghe cô này nói, làm sao tin được, phải không? Chúng tôi sẽ nói sau cái chuyện đó. Nhưng quý vị nên nhớ là cô tuyên thệ nói sự thật và sự thật. Trừ khi cô nói dối thì chúng ta không biết. Và cái đó người ta sẽ điều tra và chắc chắn là sẽ có nhiều phương tiện bây giờ để chứng minh cái lời nói dối của cô. Nếu cô nói dối, bây giờ tạm thời chúng ta cứ biết rằng là cô ngày hôm qua khai như thế, cô khai những cái gì? Căn bản nó có những cái điểm gì? Là thứ nhất, cái điểm mà người ta hãi hùng nhất là cái ngày 6 tháng Giêng. Ông Trump đòi đi đến quốc hội để cùng với đồng bọn của ông lật đổ chính quyền. Nhưng không đi được vì lý do an ninh. Khi cái người mà phụ trách Secret Service, cái ông mà Bobby Engel ngồi trên xe, kêu ông Trump lên xe đi, thì ông Trump tưởng đâu là họ đưa ông xuống quốc hội. Nhưng mà cái ông Engel bảo không, chúng ta phải đi trở lại vào tòa Bạch Ốc bởi vì ở đó không có an ninh. Thì ông Trump nổi nóng, nổi điên, đúng hơn, theo lời như cô Hutchinson kể, ông mới nhào tới chụp cái vô lăng của tài xế để bẻ cái lái đi về hướng quốc hội. Nhưng đã bị ông Engel chụp cái cổ tay của ông Trump lại. Và ông Engel bảo, thưa ngài, ngài không thể làm vậy được, chúng ta phải trở về tòa Bạch Ốc. Ông Trump dùng cái tay còn lại để vào cái cổ của ông Engel để bóp cổ ông Engel. Bóp được hay không chúng ta không biết, nhưng mà đó là theo lời cô Hutchinson ngày hôm qua kể lại trước ủy ban 6 tháng Giêng. Đã. Và cô Cassidy Hutchinson chắc chắn lúc đó không có mặt trên xe. Cô không mặt trên xe. Nhưng cô nghe lại câu chuyện này do ông Tony Ornato, phó văn phòng tòa Bạch Ốc, không? Kể lại. Và trong lúc kể như vậy có ông Engel ngồi trong đó luôn, trong cái buổi kể chuyện đó. Thì bà Lichini ngày hôm qua hỏi, khi đó coi như là gì, ông Engel có phản đối gì không khi mà nghe ông Ornato nói như vậy? Thì cô Hutchinson bảo là ông Engel chẳng có phản đối gì cả, không có nói là cứ là đồng ý với những gì ông Ornato kể lại. Đó là câu chuyện thứ nhất mà người ta nghe hãi hùng. Một tổng thống của nước Mỹ chà đạp lên hiến pháp và còn muốn nghĩa là làm loạn. Tôi nói thẳng luôn, làm loạn. Rồi đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, ở ngay sân khấu trước khi ông Trump sách động, chuyện gì xảy ra anh Long có biết không? Theo những lời cô Hutchinson ngày qua kể. Dạ thưa quý vị,
ông Donald Trump biết rằng là trong cái đám đông ủng hộ ông có đem vũ khí. Và ông đã ra lệnh rằng là không cần phải cho, có nghĩa là chúng bị biết là cái có một cái mình gọi là gì ta, cái máy rà. Nếu mà quý vị có đem theo vũ khí, đem theo kim loại trong người, đi ngang cái máy rà này sẽ phát hiện được. Thì ông ra lệnh là dẹp không cần cái đó, những người này có súng là họ không có làm hại, không có làm hại thôi, cứ cho họ vào. Và ông cũng xúi cái đám đông này đi đến tòa nhà Quốc hội. Trong khi đó, những gì mà chúng tôi vừa kể là ông Donald Trump biết rằng đám đông này có vũ khí, nhưng ông vẫn kêu họ đi đến Quốc hội thật. Vâng, cụ thể nó còn ghê hơn như vậy nữa. Lúc đó cô Hutchinson đứng ở sân khấu và nghe ông Trump phàn nàn là tại sao trước khi tôi nói chuyện lại không có đông người như thế này. Ông Trump ít người quá, ông nói không được, không có khí thế. Và ông nhìn thấy Secret Service là đang kiểm tra người ta, bởi vì đi vào cái khu Ellipse, thưa quý vị, cái sân khấu ngay sau tòa ốc đó, vắng quá, ít người quá, còn nhiều người không chịu vào. Một số người họ đứng bên ngoài, họ không muốn vào, bởi vì họ vào họ sẽ bị tịch thu súng, bởi vì Secret Service không cho mang súng lại gần ông tổng thống. Một số người ta chọn ra bên ngoài, thành ra trong cái chỗ mà sân khấu của ông đứng nó vắng quá, ông không muốn, ông có nổi nóng bảo tại sao không cho mấy người Secret Service bảo rằng là họ có vũ khí, chúng tôi phải đang kiểm tra. Ông Trump bảo tao đéo cần biết, đó là nguyên văn ông ra. Yeah. Ông dùng chứ tao đéo cần biết, cho họ vào bởi vì những người này sẽ không hại tôi. Đó là nguyên văn cô Cassidy kể lại mà cô nghe từ ông Trump. Một lần nữa xin quý vị nhớ, chúng tôi cũng không có mặt ở đó luôn. Cô Cassidy có mặt ở đó và chúng tôi chỉ kể lại những gì cô nói ngày hôm qua trước Ủy ban 6 tháng Giêng, trừ khi cô nói dối. Mình chưa biết, nhưng mà ít nhất là kể lại lời của Cassidy nói. Ông Trump bảo xin nhắc lại quý vị, xin lỗi là ngôn ngữ nó hơi bậy bạ, nhưng mà phải nói cho đúng nguyên văn đúng đó. Tao đéo cần biết, phải cho những người này vô. Đó là theo lời cô Cassidy Hutchinson kể lại. Tức là ông Trump cũng không quan tâm, tức là biết những người này có vũ khí, mà không những có vũ khí, mà những vũ khí gì họ mang theo cả cái gọi là thuốc xịt gấu, như cái gọi là pepper spray, bear spray, súng dài có, súng ngắn có, dao, mát, gậy gộc. Chính người Secret Service nói với ông Trump như thế. Ông Trump không đồng ý, đó là chuyện thứ hai. Một chuyện thứ ba nữa, ngày hôm qua cô kể lại là khi mà vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, khi mà ông William Barr được mời vào ở trong tòa Bạch Ốc, ngồi trong phòng ăn, dining room với lại ông Trump. Ông Trump hỏi ông Barr là bầu cử gian lận có đúng không? Thì ông Barr, quý vị biết rồi, ông bảo là không có dấu hiệu cho thấy bầu cử gian lận ở mức độ có thể thay đổi kết quả bầu cử. Và điều Tổng thống nói là bố láo, chúng ta đã nghe rồi, đúng không? Hôm trước ông nói Ủy ban 6 tháng Giêng đã cho nghe rồi. Thì theo lời cô Cassidy kể, sau cô bước vào trong phòng thì cô thấy là ui trời ơi, dĩa đồ ăn văng tung tóe, ketchup văng cả lên tường luôn. Tức là ông Trump quăng đồ ăn. Ông Trump nổi giận đập bàn và quăng đồ ăn. Xin bà duyệt cho nghe cái đoạn này chút xíu. Nghe âm thanh tí xíu. Chứ khi thế. Dạ, không để dạ. Thấy rằng là họ nói đúng như vậy không? So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, he thought that they were going up to the Capitol, and when Bobby had đây là cái đoạn trên xe hơi. We're not, we don't have the assets to do it. It's not secure. We're going back to the West Wing. The president had very strong, a very angry response to that. Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel.
We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel. And when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles. Đây là cái đoạn cô kể lại trong xe hơi á. In the room as Mr. Renato told you this story. He was. Did Mr. Engel correct or disagree with any part of the story for Mr. Renato? Mr. Engel did not correct or disagree with any part of the story. The physical altercation. Và khi mà nghe kể câu chuyện này, ông Engel không có điều chỉnh, không có gì, ông thừa nhận cái những cái gì mà ông Renato nói là đúng. Và chúng ta nghe tiếp cái đoạn sau đây. Attorney General Barr said in an interview vâng, that the Department là cái vụ of Justice had not found evidence of widespread election fraud sufficient to change the outcome of the election. Ms. Hutchinson, how did the President react to hearing that news? After Mark had returned, I left the office and went down to the dining room, and I noticed that the door was propped open and the valet was inside the dining room changing the tablecloth off of the dining room table. He motioned for me to come in and then pointed towards the front of the room near the fireplace mantle and the TV, where I first noticed there was ketchup dripping down the wall and there's a shattered porcelain plate on the floor. The valet had articulated that the president was extremely angry at the attorney general's AP interview and had thrown his lunch against the wall. Which was causing them to have to clean up. So I grabbed a towel and started wiping the ketchup off of the wall to help the valet out. And he said something to the effect of, he's really ticked off about this. I would stay clear of him for right now. He's really, really ticked off about this right now. Vâng, khi nghe đó, cô Hutchinson kể là chuyện ketchup văng tùm lum trên tường và chảy xuống tèm luôn. Và cả trên cái lò sưởi vân vân vân. Và cô cũng nói là sau đó cô phải lấy một cái thau một cái khăn để mà cô lau cái ketchup dính trên tường và giúp cho cái người mà nhân viên đi ra. Và cái người nhân viên này nói rằng là ông phải ở lại để ông dọn dẹp. Và cô Hutchinson cũng nói rằng đây không phải lần đầu tiên cô chứng kiến ông Trump quăng đĩa quăng bát như thế. Cũng đã nhiều lần rồi. Quăng luôn bàn hả? Vâng. Giật khăn. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời màn hình SPTN.